Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chiều tối nay Thành muốn ý định là đi lên tòa nhà 81 tầng cao nhất Việt Nam, cao nhất khu vực Đông Nam Á. Đó, căn nhà cao nhất đó. Để uống đi cà phê. Nếu có gì thì Thành sẽ chia sẻ cho các bạn trên khắp mọi miền đất nước biết nha. Đây là mình đang đứng đường Nguyễn Hữu Cảnh, đường 22 quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là khu vực nhà giàu. Cao quá thì ngứa cả mặt nên mình quay. Cô gái tì, xì gái quá. Đây là khu mặt tiền của căn tòa nhà 81 lầu đây các bạn. Làm xe hơi không? Đây là sảnh nhà trước, là sân trước của tòa nhà 81. Sân trước của tòa nhà 81 lầu cho cô bác. À, các bạn thấy đẹp không? Sảnh mặt tiền tòa nhà 81 lầu. Tòa nhà cao nhất Việt Nam, cao nhất khu vực Đông Nam Á nha các bạn. Cao hơn 400 mét. Mọi người vào uống cà phê, đi lên trên cà phê vui chơi cũng rất là đông nha. Quay ngửa mặt lên trời nha các bạn, cao lắm.
Hôm nay mình thì nên uống cà phê bên trên để xem là cảm giác như thế nào, có như thế nào mà Thành chia sẻ cho mọi người xem. Mong các bạn cho mình xin một like, một lần chia sẻ, một lần đăng ký để tạo động lực cho Thành làm ra những clip sau. Xin cảm ơn. Xe hơi động dài dài luôn nha các bạn. Ở đây gió ở sông Sài Gòn đẩy lên mát lắm. Không biết ở bên trên như thế nào mà mình đứng ở đây nhiều mũi gió đổi đẩy siêu người luôn. Xe hơi động dài dài nên mãi tít trên người các bạn. Giờ đây phải xếp hàng nha các bạn. Đây là bên trong sảnh tòa nhà 81 lầu. Đẹp lắm các bạn ơi. Đẹp nhất. Không chỗ nào đẹp hơn. Đẹp hiện đại. Đây của bác Nhật Vượng đây nha mọi người. Hiện giờ mình đã lên được tầng 48 rồi nha mọi người. Đây là sảnh của tòa 48, tầng 48. Đây là sảnh tầng 48 nha. Để chuẩn bị mình đi lên bên trên mình uống cà phê xem tình hình thế nào, quá thì mình chia sẻ tới tất cả mọi người. Đây là sảnh 48, tầng 48, quá hiện đại. Ôi, vừa rồi nó đi cầu thang rút lên ù tai nha mọi người. Lịch sự lắm. Đây, cầu thang đây. Tầng 48. Sư phụ ơi, bấm cầu thang lên. À đây. Đây, cầu thang đây. Bấm đây. Đây là bằng tầng các bạn. Ồ, nó rút nhanh lắm các bạn. Đây, mình đang quay hiểm. 48 lên 57, 58. 60, 61. Rút nhanh cực kỳ luôn. 63, 66. Vừa mình lên thấy ủng tay luôn. 67, 68, 69, 70, 71, 73. Ok không? Khác ha. Thưa các bạn, đây là mình đang ngồi ở tầng 75 nhìn xuống nha. Đây là toàn cảnh thành phố về đêm nha các bạn. Thưa các bạn, đây là khu vực có nhạc bản quyền cho nên Thành không thể bật tiếng được. Mong các bạn thông cảm. Đây là sư phụ của Thành. Nhờ có sư phụ mà Thành mới biết quay video và mới gặp được các bạn. Đây là Thành. Hiện giờ Thành đang ngồi ở sảnh hướng Nam. Tại một tòa nhà nó rất nhiều sảnh cho nên Thành được sắp xếp nằm ngồi, được sắp xếp ngồi ở sảnh về hướng Nam. Đây là toàn bộ khách đang ngồi ở ngoài sảnh. Còn đây là toàn cảnh khu vực thành phố Hồ Chí Minh về đêm. Thành chia sẻ gửi tới tất cả cô bác, anh chị và các bạn trên khắp mọi miền đất nước. Mong mọi người hãy cho Thành xin một like, một lần chia sẻ và một lần đăng ký để Thành làm động lực làm ra những clip sau nha. Xin cảm ơn các bạn nhiều. Đây là Thành đang quay về hướng Nam, rồi quay sang bên hướng khu vực Nhân Trạch. Nếu mà ngồi ở đây thì có thể nhìn được ra tận cả khu vực Vũng Tàu nữa đó, nhưng mà tại tối quá thì mình không định vị được thôi. Tòa nhà cao hơn 400 mét, cao nhất Việt Nam.
có thể ngồi bên trên này nhìn thấy toàn bộ tòa thành phố Hồ Chí Minh. Trước mặt là con đường đi ra đường Mai Chí Thọ, đi ra được phà Cát Lái đó. Đấy, cảnh người dân ở bên dưới, xe cộ đang lưu thông bên dưới ấy. Ngồi trên này gió mát lắm các bạn. Mới đầu ở bên dưới thì thấy nghe thấy nóng, nhưng mà lên đây mình quên mình không mang áo khoác đi, giờ thấy lạnh lạnh rồi. Đây, hướng này mình đang nhìn sang bên khu vực huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai nha mọi người. Đã ngay trước mặt thành sông Sài Gòn đấy nha các bạn. Sông Sài Gòn bên trên nhìn xuống đó các bạn. Khu vực này thì có nhạc bản quyền cho nên là Thành không bật được âm thanh, mong mọi người hết sức thông cảm cho Thành nha. Thành xin cảm ơn tất cả các bạn đã đồng hành cùng Thành trong suốt thời gian qua, và các bạn đã xem video.